Ngọc Lan tuyên bố giải nghệ sau 21 năm làm nghề, xót xa lý do liên quan con trai. Thông tin diễn viên Ngọc Lan thông báo dừng hoạt động nghệ thuật khiến chương trình không khỏi xôn xao. Trải qua 21 năm làm nghề, cô quyết định dừng lại niềm đam mê diễn xuất sau khi hoàn thành vai diễn mới trong bộ phim sắp phát sóng. Tới ngày 19 tháng 8, Ngọc Lan thông báo về việc dừng lại công việc diễn xuất sau 21 năm. Ngọc Lan cho biết nhân vật Ánh Dương trong Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp của đạo diễn Nhâm Minh Hiền sẽ là vai diễn cuối cùng của cô trên màn ảnh. Ở lần cuối cùng này, tôi đã trút hết ruột gan để mang đến cho khán giả những người yêu quý một nhân vật đáng xem nhất. Tôi còn nhớ ngày cuối mình được đứng trên sân khấu cách đây 12 năm. Tôi đã khóc rất nhiều vì biết đã lâu lắm hoặc không bao giờ còn gặp lại khán giả thương yêu dưới hàng ghế kia nữa. Lần này cũng vậy, chắc đã lâu lắm hoặc không bao giờ mình còn được gặp các bạn. Thôi thì lần gặp gỡ này, chúng ta nhìn nhau kỹ hơn nha các bạn, khán giả của Lan, cô trải lòng. Vì lý do gác lại công việc diễn xuất, Ngọc Lan mong mọi người thông cảm vì bản thân chỉ có thể chọn 2 trong số 3 công việc, gồm làm cha, làm mẹ và diễn xuất. Cô bộc bạch, công việc làm cha và mẹ khó quá nên tôi cần tập trung hơn. Còn diễn xuất, mình đã làm được 21 năm rồi nên cho mình ngưng xíu. Bà mẹ một con thừa nhận một năm qua khi nhận được lời mời tham gia các dự án phim, cô báo bận, không nhận khiến mọi người đồn đoán Ngọc Lan hét giá, khó tính và chảnh. Nhưng chung quy lại là mình muốn ngưng. Sau phim Kiều Nữ và Đại Gia bộc bạch, Ngọc Lan cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của từng thành viên trong đoàn phim Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp. Cô cũng xin lỗi vì không thể lồng tiếng cho vai diễn dù đã làm đến tập 35 vì liên tục bị cắt tiếng. Rồi làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát sóng của phim, cô đã nhờ một nghệ sĩ lồng tiếng thay thế mình. Phía dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp như Hoàng Mập, Tuyết Thu, Cát Tường bất ngờ trước quyết định của nữ diễn viên. Trong khi đó, một số cư dân mạng động viên mong khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Ngọc Lan có thể trở lại với màn ảnh để hội ngộ khán giả. Trước đó, khi được hỏi về việc chuyển hướng sang đào tạo diễn viên trẻ khi không còn đóng phim, Ngọc Lan từng nói con đường cô đi chỉ có 2 yếu tố là cố gắng và may mắn, chưa thấy mình tài năng nên không dám nhận đi dạy. Phải là những người thật giỏi, nhiều kỹ năng thì mới có thể đứng lớp hướng dẫn các bạn được. Như tôi bây giờ sẽ nói gì với các bạn? Không lẽ tôi nói mình được như ngày hôm nay là do may mắn, cô chia sẻ. Ngọc Lan sinh năm 1985. Hơn 20 năm cô được nhiều khán giả biết đến qua các phim truyền hình, điện ảnh như Kiều Nữ và Đại Gia, Cổng Mặt Trời, Đình Giấy, Âm Tính, Bán Chồng, Mặt Nạ Gương. Hơn 20 năm đóng phim, Ngọc Lan đã tham gia hơn 150 bộ phim và gây ấn tượng khi các vai phản diện nhiều màu sắc. Năm 2020, cô giành giải nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc tại Liên hoan truyền hình toàn quốc. Ngoài đóng phim, Ngọc Lan còn diễn kịch ở các sân khấu và làm MC một số chương trình như Bạn Muốn Hẹn Hò, Chat Với Mẹ Bỉm Sữa, Gõ Cửa Thăm Nhà. Nữ diễn viên kết hôn với đồng nghiệp Thanh Bình năm 2016, sinh con trai Louis năm 2017. Tháng 11 năm 2019, Ngọc Lan và Thanh Bình công bố ly hôn sau 3 năm chung sống vì không còn tìm được tiếng nói chung. Bé Louis hiện sống với Ngọc Lan. Ngọc Lan từng tiết lộ cô để dành nhiều tiền mua bảo hiểm và lập di chúc để lo cho con trai. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn dạy con tinh thần phải tự lập. Đặc biệt, trong di chúc, cô đưa ra yêu cầu là con trai phải học khá, giỏi hoặc làm được điều gì đó có ích cho xã hội. Cậu bé mới nhận được số tiền. Ngoài ra, nữ diễn viên cho biết thêm khi lớn tuổi, cô sẽ vào viện dưỡng lão chứ không muốn làm phiền đến con.